Chào tất cả các bạn. Chimmy khởi nghiệp bằng trái dâu tây và mong muốn của chúng mình là tạo ra một biểu tượng của Chimmy, đó là mong muốn từ rất lâu rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm lại một cái video về quá trình làm cái trái dâu tây khổng lồ của Chimmy. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái so sánh của kích thước của trái dâu này đối với cái người thật. Đấy, những người mà mình khi mà mình tạo ra quả dâu này mình trồng hoa xung quanh nó. Đó. Thì người mình cao 1,5 m và trái dâu thì rất là bự khổng lồ. Thực sự khổng lồ đúng không? Đây là một vài hình ảnh nữa cho các bạn có thể so sánh. Ok, chúng ta bắt đầu thôi nhỉ. Bước đầu tiên là thiết kế và mình phải mường tượng ra được là vị trí của trái dâu khổng lồ mình được đặt ở vị trí nào bên trong cái vườn của mình. Đó. Sau đó thì mình sẽ mường tượng ra cái hình dạng tổng quan của trái dâu này. Nó cao bao nhiêu, mét bao nhiêu dựa trên hình ảnh thực tế của quả dâu. Rồi, đây là cái thiết kế tổng quan nhất của mình. Thì thiết kế này quả dâu nó sẽ cao cỡ 4 mét và chiều rộng chân đế nó 3 mét. Tổng chiều cao cả luống của nó khoảng lên đến khoảng 6 mét. Nhìn rất là khổng lồ. Đây là các thông số chi tiết của quả dâu tây và cũng như thiết kế của cánh hoa. Đó. Nó rất khổng lồ. Nhìn thực tế này bé này thôi nhưng mà khi ra thực tế thì nó thực sự là thi công một công trình rất lớn. Mình đã không mường tượng được là khối lượng công trình nó lớn như vậy. Bước thứ hai thì bắt đầu vào thi công. Thì mình không phải là dân chuyên về xây dựng nên mình cũng không ước chừng được tổng khối lượng bao nhiêu. Do quả dâu tây này là bằng bê tông nên là mình cần phải làm một cái chân đế khá là chắc chắn. Thì chân đế được mình làm được bằng được làm dàn bê tông đấy, xây dựng cho nó cao lên. Mình muốn quả dâu tây này của mình nó cao khoảng nửa mét so với mặt đất thì mình sẽ cùng với lại ba anh công nhân ở đây thì tiến hành xây dựng công trình này. Tổng cộng là 4 người, hy vọng trong vòng nửa tháng là xong. Đây là mô hình trái dâu tây nhỏ hơn mà mình đã tiến hành làm trước. Do mình cũng không có cái chuyên môn về xây dựng nên là mình cần phải làm một mô hình nhỏ này trước. Sau khi làm mô hình nhỏ này thấy nó tương xứng với tỷ lệ quả trái dâu tây và nó vừa vặn. Đó. Nhìn đẹp đúng không? Xác định là cái công trình này là làm lâu dài nên là mình cần phải có một cái mái che cho nó. Thời tiết ở Mộc Châu mùa mưa thì mưa nắng thất thường nên nếu mà không có dàn che cho nó thì công việc sẽ bị gián đoạn. Thế mình tận dụng được cái nhà kính cũ và mình làm mái cho nó. Mình vẫn rất thích cái trái dâu tây cũ, trái dâu tây bé này. Tỷ lệ rất cân xứng. Đẹp mắt nữa. Quả này ước chừng cũng phải nặng 3 tấn đấy. Bên trong nó rỗng. Đấy, sau khi mình dựng được cái khung xong thì mình cần phải lợp là cái màng lưới bằng ni lông cho nó tránh mưa. Tránh mưa, trời mưa Mộc Châu tầm tã vào mùa mưa các bạn. Rất là khó chịu. Cái quả dâu tây này mình cần làm cho nó một cái bệ bằng bê tông cốt thép. Như các bạn có thể thấy các anh ấy đang đang làm dàn bê tông. Cái chân đế này mình sử dụng toàn bằng thép thép 10 ly. Thế mình dự định là sẽ đổ dày khoảng 10 cm cho cái đế này cho nó thật chắc chắn. Và tại vì công trình này ước chừng nặng từ 5 đến 7 tấn nên là không thể làm cái móng nó sơ sài được. Khu vực này là khu vực mà đất mình san nền nên cũng tương đối là yếu. Vì vậy là mình cần phải làm cái móng chắc chắn một chút. Đây, cái chân của quả dâu được mình tạo khung đây. Đây chân của quả dâu các bạn có thể nhìn thấy. Nó đường kính hơn 1 mét. Cái chân của quả dâu nó bám với cái chân đế. Phun ngầu gái ra nào. Em sẽ làm một cái tổng hợp từ đầu đến cuối làm quả dâu này. Em ghi
MV hướng dẫn làm quả dâu. Chưa hết mùa. Hôm nay thì mình sẽ tiến hành đổ cái chân đế của trái dâu tây. Thì đội quân hôm nay tăng trưởng thêm một thanh niên nữa, rất khỏe để chuyên đẩy xe rùa thôi. Cái trái dâu công trình nhà mình, thường nhà mình thì công việc vườn cũng sử dụng đến rất nhiều cái máy trộn bê tông này, nên là mình đã mua luôn một cái máy trộn bê tông để sử dụng cho vườn. Bê tông thì được thanh niên Khô bịt hơn đi Quang kín ơi. khăn kín này đảm nhận cái việc trộn, còn hai thanh niên đẩy xe rùa. Công việc ngày nắng khá là vất vả. Đấy, xe rùa đầu tiên, bê tông được đổ xuống. Xe rùa thứ hai chuẩn bị tiến vào. Đây là thợ cả. Đây, thợ cả của mình đây. Chú ấy có một năng lực về thẩm mỹ cũng như là làm các đồ đồ thủ công ấy, rất tốt. Đồ gỗ hay là bê tông thì đều khá là khéo tay. Mình đã làm việc với rất nhiều cái người ở Mộc Châu, thì ở đây mọi người làm cái đồ thủ công mỹ nghệ rất là giỏi, rất là khéo tay, nghề gì cũng làm được. Sau một ngày đổ bê tông thì bê tông đã ráo và khô, thì mình sẽ tiến hành là tạo khung cho trái dâu tây. Khung trái dâu tây này Sau nó 3 là bằng ngày liên tục thép, làm khung xây dựng, và uốn mình cần phải tạo đai và uốn cho nó theo cái lại thiết thì kế. đã hình thành quả dâu. Cái tuân thủ thiết kế là một điều rất quan trọng, tại vì khi vào thực tế thì ở cái trái dâu tây rất lớn, và nếu mà mình uốn sắt không theo cái thiết kế ban đầu thì trái dâu rất dễ là cong vênh. Đấy, dần dần sau mấy ngày thì mọi người bắt đầu uốn sắt từ dưới chân lên, xương dọc rồi xương ngang quấn quanh. Lúc này thì trái dâu tây bắt đầu rất là cứng rồi. Đấy, nó tạo thành một cái lồng như quả khinh khí cầu. Lúc đầu mới làm xong thì mọi người cứ bảo đây là quả khinh khí cầu chứ không phải dâu. Khá là hấp dẫn. Đây, mọi người như trong một chiếc lồng. Tiếp theo mình sẽ đắp bê tông vào cái khung sắt vừa tạo ra. Thì mình sẽ đắp bê tông ở cả hai mặt, mặt trong và mặt ngoài. Mình tiến hành đắp vào mặt trong trước. Mặt ngoài thì mình sẽ đắp xong. Cái khung thép nó sẽ giúp cho mình cố định Chưa được ăn gì, chưa ăn thịt gà đúng không? cái bê tông và giữ cho nó định hình. Mình cứ Cuối đắp cùng dần là từ sắp đến dưới lên ngày hoàn trên. thành quả dâu. Khá là khó tại vì nó theo Nhìn chiều giống giống cong vậy của nhỉ. cái trái dâu tây. Đắp này đắp Nhưng mà gọi là phải đắp mất tha đến hồ luôn. chắc phải mất 5 hôm mới xong được. Mình đã hoàn thành gần như là cái phần thịt của trái dâu. Để trái dâu sau khi mình đắp bê tông cho tất cả các mặt của nó thì nó được hình dạng như thế này. Đấy. Mình đang tiến hành tạo hạt cho nó. Hạt này thì sẽ được đắp trên cái phần thịt quả. Đây mới là lớp nền đấy các bạn nhé. Khi đắp cái hạt xong ấy, mình cần phải tạo cho nó một cái lớp da phủ bên ngoài nữa. Tại vì trái dâu tây thì cái quả nó rất là mỏng. Nó không phẳng như thế này đâu, mà nó mỏng và cong. Nên mình cần tạo cho nó cái vỏ nữa. Đây là hình ảnh khi mà mình hoàn thiện. Các bạn có thấy nó giống trái dâu được chưa? Bước theo theo là cần phải hoàn thiện. Tại vì quả dâu tây thì có màu, nên mình cần phải sơn màu cho nó. Đây là bước mà sẽ quyết định tất cả. Dù mình có làm phần cốt, phần móng có tốt, thì nếu mà mình tôn cái mình sơn màu không đúng thì trái dâu tây cũng không được đẹp, nó không giống như trái dâu tây bình thường. Thì mình sẽ sử dụng hai lớp sơn, một lớp sơn là lớp sơn lót
và một lớp sơn là lớp sơn mỏng. Mình đã lựa chọn rất là kỹ sơn và mình sẽ lót sơn trắng trước để làm nền. Sau đó thì mình sẽ mua sơn mỏng, mình sử dụng sơn tulip, Wadasil, loại sơn tốt.